tên là Đạt, năm nay mình 22 tuổi. Mình vừa đậu visa phỏng vấn đi Mỹ. Thì giờ mình muốn chia sẻ một số kinh nghiệm với các bạn khi mà xin được visa. Mình thì nhờ bên công ty tư vấn lo hết vụ hồ sơ. Rồi mình chỉ là tìm thông tin về trường, tìm hiểu về nó. Rồi cứ theo cái những cái gai ở đây của anh chị đây chỉ dẫn. Rồi khi đi phỏng vấn thì cứ tự tin lên. Và khi mà nói chuyện thì cứ nói một cách lớn tiếng, tự tin. Gặp bất kỳ ai, bất kỳ người phỏng vấn nào đi nữa thì cũng cứ tự tin lên, cứ bình tĩnh, nói chuyện bình thường thôi, không có gì sợ cả. Khi mà đi phỏng vấn thì những người phỏng vấn ta cũng chỉ hỏi những cái câu ở trong mà mình học với anh Khôi ấy. Chị Kim thì làm rất là nhiệt tình, thì lo cho em hồ sơ của em, lo hết cho em rồi. Có gì thì chị cứ liệt kê hết cho em rồi em cứ về nhà em soạn theo đó và cứ làm thôi. Thì hiện tại thì em rất là hài lòng với cái dịch vụ hiện nay của công ty. Hồi trước em cũng có một lần đi Singapore đi học bên đó, rồi lần này muốn đi Mỹ thì cứ qua đây làm tiếp thôi. Thì đi học bên Sim về thì cũng chỉ là giúp mình là nói tiếng Anh tốt hơn, rồi mình nói được tự tin hơn chút. Rồi khi mà đi Sim vậy đó, được lợi thế cái là chứng tỏ gia đình mình có điều kiện, có đủ khả năng lo cho mình học bên Sim, thì cũng có nghĩa là kẻ có đủ điều kiện lo cho mình học bên Mỹ. Mình đã xin visa thành công thì giờ mình cũng nhắc các bạn là cố gắng chuẩn bị giấy tờ cho đầy đủ, thiệt là đầy đủ, có bao nhiêu giấy tờ cố gắng đem hết. Rồi trước khi đi thì ăn uống cũng nhẹ nhàng thôi, đừng có mà ăn uống cho no quá rồi trong ấp ách khó chịu lắm. Rồi chúc các bạn may mắn khi mà xin được visa phỏng vấn.